Một bộ phim điện ảnh chỉ được làm trong một năm thì cũng có thể không cần phải nghe tiếp, bạn gần như có thể khẳng định ngay là đây là một bộ phim mì ăn liền, thậm chí là không cần đổ nước mà ăn sống luôn. Một năm không đủ để một nhà biên kịch nghĩ ra một ý tưởng phim, cũng không đủ để một đội ngũ VFX edit được một phút kỹ xảo. Thế nhưng mà một năm là đủ để chú Lý Hải làm ra được Lật Mặt 7 Một Điều Ước. Và cái điều thần kỳ ở đây là chú đấy đã làm ra một bộ phim trong một năm khá ổn, nếu không muốn nói là rất phù hợp với thị hiếu đối với người Việt Nam. Nếu như chỉ có một năm thì chúng ta làm nó kiểu một năm. Đây là một bộ phim mà hoàn toàn khác với 6 phần phim Lật Mặt trước của chú Lý Hải. Không có plot twist, không có hành động, không có kỹ xảo cháy nổ hay là bất cứ thứ gì liên quan đến tác động tay chân. Tất cả những gì tại bộ phim này là gia đình và Trấn Thành. Ý tôi là đời đấy. Và cái sự đổi mới này rõ ràng là tốn ít thời gian hơn, tốn ít kinh phí hơn, nhưng bù lại thì phần nội dung và kể chuyện bắt buộc phải được đẩy lên tối đa. Tại vì nếu không ấy, thì đây sẽ là một câu chuyện nhạt nhẽo thua cả web drama. Tại vì nội dung đã nhạt mà hành động lại còn không có để bù trừ cho nội dung. Vậy thì chú Lý Hải có làm được tốt về phần nội dung với Một Điều Ước hay không? Thì nội dung của Lật Mặt 7 kể về gia đình của bà Hai có 5 người con. Do người chồng mất sớm, một mình bà Hai phải gánh vác toàn bộ trọng trách nuôi lớn 5 đứa nhỏ. Rồi khi cả 5 đứa lớn lên thì mỗi người có cho mình một cuộc sống riêng ở nhiều nơi khác nhau. Chỉ còn một mình bà Hai lủi thủi với căn nhà cũ. Và biến cố xảy ra khi bà Hai bị gãy chân và không thể tự chăm sóc bản thân. Những người con của bà lần lượt phải thay nhau chăm mẹ cho đến khi khỏi bệnh, bằng cách là đưa bà đến nhà từng người để chăm sóc. Đánh giá chung của tôi, nhấn mạnh là của tôi nhá, thì tôi không hề đặt một chút kỳ vọng nào vào bộ phim lần này của chú Lý Hải. Tại vì một phần như tôi đã nói ở trên là phim này được làm trong một năm thì sẽ không thể nào mà tránh khỏi việc khán giả nghi ngờ chất lượng phim có ổn hay không. Thứ hai là vì phần thứ 6 của phim Lật Mặt tôi thấy là cá nhân tôi là hơi tệ, nên là tôi không mong chờ phần 7 nó hay hơn. Tuy nhiên thì với một kỳ vọng thấp thì phim đem lại cho tôi một trải nghiệm khá là tốt. Chắc là phần lớn là do tôi không kỳ vọng nên nó thế. Những điểm tốt nhất mà phim làm được thì chắc chắn phải là yếu tố cảm xúc. Theo tôi thấy thì về mặt điện ảnh, phim cũng không có gì mới lạ cả. Nội dung thì khá là cũ thôi, các kể chuyện thì cũng không có gì là mới cả. Nhưng bù lại phần gia đình và đặc biệt là yếu tố cảm xúc lấy nước mắt của khán giả thì phim đã làm được và có thể nói là thành công. Theo một số người nói, trong đó có cả tôi, thì một bộ phim hay chưa chắc là một bộ phim được các nhà phê bình tung hô đạt giải này giải kia, nhiều yếu tố chuyên môn đỉnh cao, góc quay xuất sắc, kịch bản hoành tráng gì cả, mà điều nó làm được là chạm được vào trái tim của khán giả. Và rõ ràng là cái phim Một Điều Ước này chạm được vào trái tim của tôi, thế nên tôi cho là đây là một bộ phim hay với tôi. Còn mọi người có thể khó tính với nó thì đây là một chuyện bình thường. Ok, đấy là gọi là tâm sự chính review nhanh của tôi. Còn về nói về một chút về yếu tố review như một clip review bình thường đi, thì về điểm mạnh thì tôi chắc chắn phải khen bối cảnh của phim. Các bạn có thể nói chú Lý Hải là một biên kịch chưa tốt, nhưng mà không thể nói chú là một đạo diễn tệ được. Thực sự mà nói thì chú này rất biết cách làm điện ảnh, và ý tôi là làm cho những cảnh quay trông nó điện ảnh. Dĩ nhiên là sẽ vẫn có những khán giả phải thốt lên là phim chiếu rạp mà trông như phim truyền hình ấy. Thì nhưng mà có nhiều đoạn thì tôi thực sự là phải wow lên, tại vì sự đầu tư này. Trong phim thì có cảnh làng trai của người con thứ hai mà gặp bão, thực sự là bối cảnh lúc đấy rất đỉnh, đồ đạc bay tứ tung. Xong rồi khi bão tan thì có những con thuyền đổ nát, và đặc biệt là cảnh chết thuyền ngoài khơi bão thì tôi nói thật là chắc là Life of Pi nó cũng chỉ đến thế thôi. Cảnh đấy thì thực sự là quá tốt cho bộ phận kỹ xảo và xây dựng bối cảnh. Ngoài sự đầu tư về các bối cảnh nhỏ ra thì toàn cảnh của phim cũng rất được chăm chút. Khán giả có thể hoàn toàn nhận ra dụng ý của chú Lý Hải khi mà đi qua từng người con là quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Rất nhiều những cảnh toàn của những tỉnh thành phố được lồng ghép vào khéo léo này, như là cảnh cầu Long Biên, tàu điện trên cao, làng chài, đồi cà phê trên Đà Lạt, cũng như là Sài Gòn tấp nập. Bên cạnh đấy thì là giới thiệu nhiều nét văn hóa của từng vùng miền, chẳng hạn như là food tour Hà Nội này, hát kịch sân khấu ở vùng quê của người con thứ hai, hay là câu lạc bộ ca nhạc của mấy ông chú bà cô trong Sài Gòn. Lúc đầu tôi nghĩ là chèn nhiều mấy cảnh như này thì nó cũng bị thừa không, nhưng mà sau cùng tôi nhận ra là đây là một thông điệp khá tích cực mà đạo diễn muốn truyền tải. Về mặt diễn xuất thì tôi thấy khá bất ngờ với dàn diễn viên trẻ con, đặc biệt là con gái của nhà thứ ba và cậu béo của nhà thứ tư, diễn khá là duyên và tôi thấy là cuốn ấy. Ngoài ra thì có một diễn viên người Bắc hiếm hoi mà tôi thấy thoại rất là vô địch, là chị vợ của người anh cả. Cảnh nào mà có chị này thì tôi phải gọi là rất ok, thoại câu nào chất câu đấy. Ngoài ra thì tôi phải nói đến diễn viên Thanh Hiền. Bà thì đã đóng quá nhiều phim ngắn trên mạng rồi, và ta có thể xem bất kỳ ở kênh YouTube nào hay là thậm chí là TikTok phim ngắn nào, nhưng mà khi đã sang điện ảnh thì bà vẫn thể hiện được khả năng của mình khá tốt. Cái này tôi chưa tìm hiểu, tôi không biết là bà có qua trường lớp điện ảnh nào không, nhưng mà thú thực mà nói là màn trình diễn trong phim lần này của bà có lăn xả và chứng minh được thực lực của mình.
Về phần nội dung thì tạm bỏ qua việc là câu chuyện có phần cũ và không có đột phá, mà tôi sẽ nói sâu hơn ở phần sau, thì ta có thể thấy được là cái sự cố gắng của chú Lý Hải khi mà chèn nhiều yếu tố gia đình, một gia đình kiểu mẫu của Việt Nam vào trong phim. Mỗi người con là một kiểu gia đình khác nhau. Nhà người anh cả thì sống ở thành phố, phải lo nhiều vấn đề cơm áo gạo tiền, nên là mâu thuẫn vợ chồng thường xuất phát từ vấn đề tiền nong. Con cái thì dễ sinh hư khi mà tiếp xúc với nhiều thứ hơn những đứa trẻ ở quê. Người con thứ hai thì câu chuyện ngắn nhất nhưng mà lại đời thường nhất, khi mà bị đùn đẩy trách nhiệm chăm mẹ nhiều nhất chỉ vì lý do là ở gần mẹ hơn những người khác, và đến khi gia đình cô gặp nạn thì không ai chăm lo cho gia đình của cô. Nhà người con thứ ba thì là một gia đình làng chài, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nhưng mà đem lại cảm giác bí bách về cái nghề nghiệp của mình, khi mà cả đời thì sẽ chỉ gắn bó với cái làng chài này mà thôi. Đến người con thứ tư thì tuy làm nông dân nhưng mà khi mẹ đến chơi nhà vẫn cố gắng thể hiện mình là gia đình giàu có, không phải là để ra oai sĩ diện mà chỉ vì muốn mẹ yên lòng. Cá nhân tôi thấy là câu chuyện của gia đình thứ ba là thú vị nhất, nó sẽ lẫn giữa cả hài hước, đau thương và cả sự ấm áp tình người. Đến nhà người con thứ năm thì nhà này đơn giản là một thợ xây ở nhà thuê nhưng mà sống rất lạc quan và không ngại lo cho mẹ những thứ tốt nhất. Mặc dù tình huống của gia đình này được giải quyết khá là ảo và anime, tuy nhiên thì theo tôi là nó phù hợp với nhịp độ của phim, tại vì từ đầu phim thì không có đoạn nào là không được giải quyết theo kiểu anime. Cái mà tôi muốn nói ở đây là việc đem nhiều câu chuyện lồng vào bộ phim thì sẽ đem lại góc nhìn đa chiều cho khán giả và tạo ra nhiều sự đồng cảm hơn, chạm đến nhiều trái tim hơn. Có người sẽ thấy mình là người anh cả, có người sẽ thấy mình là người chị hai. Thì tôi đánh giá đây là một nước đi khá tinh tế từ đạo diễn Lý Hải trong việc là chạm đến cảm xúc người xem. Ok, vừa rồi là phần khen, thì bây giờ sẽ là cái phần chê đi. Khán giả hoàn toàn có thể nhận ra là phim luôn cố gắng tích cực hết mức có thể. Chẳng hạn như việc là phim hoàn toàn không có người xấu, còn người Việt Nam vô cùng chan hòa và sẵn sàng giúp đỡ nhau bất kể ra sao. Thì điều này nó cũng là một cái sự tích cực thôi, nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó. Cái việc mà phim toàn là sự tích cực thì sẽ làm nó thiếu đi những cái chi tiết tranh cãi, và những cái chi tiết gây tranh cãi là phải có nếu mà muốn đẩy cao trào lên tối đa, và phim này không có. Cái đó thì có thể là lựa chọn của đạo diễn, nhưng mà với tôi thì sẽ là một cái sự gọi là hơi thiếu thiếu gì đấy khi xem phim, tại vì nó tích cực quá mà mình kiểu không quen khi mà sống cuộc sống ngoài thường ấy. Nhiều người thì nghĩ là bà mẹ y như Conan, đi đến đâu thì xảy ra chuyện xấu đến đó. Thì tôi nghĩ là chuyện xấu thì nó vẫn luôn xảy ra thường xuyên thôi, nhưng mà cái tôi thấy hơi cấn ấy là bà mẹ đi đến đâu thì lại giải quyết được mọi chuyện đến đó. Đây không phải là một điểm trừ, nhưng mà tôi cảm giác là bà mẹ cứ như là siêu nhân ấy. Như kiểu là câu chuyện của người anh cả này, bà giải quyết được vì bà là người rất quan tâm đến người khác này. Còn hai người con thì lại vô tâm, chỉ lo đi kiếm tiền, nên là bà giải quyết được thì là ok, hợp lý. Nhưng mà sang người con thứ ba đi, dân trải biển lại quên đi mua phao để bà cụ nhắc. Chưa kể là người vợ, theo những gì diễn ra cũng là một người rất quan tâm đến gia đình. Xong rồi đến người con thứ 5 thì đi xin gãy lưỡi nhưng mà chủ đất vẫn không cho. Bà mẹ xuất hiện một phát là y rằng gặp ngay người quen và giúp đỡ luôn. Dẫu biết là đạo diễn Lý Hải muốn tạo ra một bộ phim siêu tích cực và tình cảm, nhưng mà với tôi thì giải quyết như thế hơi bị chóng vánh và dễ dàng. Có thể là chưa đủ sức thuyết phục với nhiều khán giả, trong đó có tôi. Tiếp theo là việc nhiều câu chuyện nhưng mà không được kể tuyến tính. Nó kiểu như là Christopher Nolan ấy, mà lại kể kiểu chuyện này hết, xong lại đến chuyện kia hết và sang chuyện còn lại. Điều này với tôi thì sẽ gây cụt hứng, tại vì cảm xúc nó cứ bị làm sao ấy. Kiểu nó có cảm xúc có hay nhưng nó bị cụt. Ở cuối thì phim cũng có một tình huống để tập hợp các anh em lại, cũng gọi là đẩy một chút lên climax. Nhưng mà với tôi thì tôi thấy là chưa ăn thua lắm. Tôi có khóc đấy, nhưng mà không phải khóc kiểu vỡ òa mà khóc kiểu rưng rưng thôi. Cuối cùng thì tôi muốn nhắc đến lời thoại là một vấn đề muôn thuở của người Việt Nam. Tôi chưa viết kịch bản phim bao giờ và chắc chắn là viết thì không hay, nhưng mà tôi cứ thấy là tại sao thoại của người Việt mình nó cứ bị kịch kịch như là đang tập đọc ấy nhỉ. Không biết là có liên quan gì đến yếu tố kiểm duyệt hay không, hay là chú Lý Hải chú biết là cái tệp khán giả xem cái phim này họ thích cái loại thoại kiểu thế, nên là cái thoại nó kiểu thế. Nhưng mà tôi thấy thoại của phim nghe cực kỳ khách sáo. Tôi thấy là cái anh Tư Hậu do Quách Ngọc Tuyên thủ vai là nói chuyện là nghe còn thực tế này, chứ còn mấy người khác thì nghe hơi giống đọc tin tức thời sự. Tổng kết lại thì Lật Mặt 7 Một Điều Ước thì nó không phải là lật mặt, nó chả có plot twist gì cả, nó cũng không có hành động. Nó là một bộ phim tình cảm gia đình thông thường, một bộ phim chữa lành. Về mặt điện ảnh thì nó còn nhiều điểm mà nhiều khán giả có thể coi là chưa tốt. Nếu mà đem mổ xẻ ra thì thấy khá nhiều là sạn. Nhưng mà với cá nhân tôi, phim đem lại nhiều cảm xúc. Nói thẳng luôn là tôi có khóc, có nhớ mẹ, có nhớ bố. Về việc là phim có hay không thì tôi sẽ nói là nó hay, tại vì đơn giản là nó chạm được vào cảm xúc và chỉ cần thế thôi. Nói chung là tôi thấy nó hay, nhưng mà phim này thì cũng không phải là siêu phẩm hay là phim kiểu buộc phải xem gì đâu. Tùy, các bạn có thể nghe ý kiến của tôi để tham khảo và chọn là có xem hay không. Tôi chấm điểm phim này là chấn thành, tại vì nó đời. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.